Blackpink in your area. Đây là buổi trưa toàn màu đen của cô Pinky. Blackpink, đúng rồi, đây là Blackpink trong phòng của tôi mọi người ơi. Hello everybody, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Pinky. Hôm nay Pinky tiếp tục với series ở nhà mùa dịch ăn gì, và chủ đề của mẹ hôm nay là gì mọi người có đoán được không? Em đoán được không? Không, em thấy Nguyên không học và chị Yên không. Thì sao? Thì em đoán thử xem chủ đề của mình là có thể về cái gì? Đoán ra. Đoán không ra. Pinky có bao giờ mặc màu đen đâu, sao mà đoán không ra, cho nên mỗi khi mà mặc màu đen thì phải liên quan tới màu đen đúng không nè. Và ngày hôm nay chủ đề của Pinky sẽ là một ngày ăn toàn đồ ăn màu đen. Đồ ăn màu đen. Và Pinky đã từng làm cái thử thách 24 giờ màu đen, là mình mặc đồ màu đen nè, rồi dùng những món đồ màu đen, rồi mua những đồ ăn màu đen luôn. Nhưng ngày hôm nay Pinky trở lại một lần nữa với chủ đề màu đen, và những cái món ăn màu đen mà hôm nay Pinky chọn sẽ hoàn toàn là đen luôn, chứ không phải chỉ là bao bì màu đen như là cái thử thách 24 giờ màu đen lần trước mà Pinky đã thực hiện nữa. Cho nên là sẽ là rất là thú vị đây. Bây giờ mình bắt đầu nha. Bữa sáng, bữa ăn đầu tiên trong ngày thì mình sẽ ăn gì màu đen ta? Ok, bây giờ mọi người cùng đi ăn sáng với Pinky rồi biết nha. Pinky vừa nhận được hàng của Shipper giao bữa sáng, đó là một món màu đen. Bánh mì than tre màu đen. Bây giờ mình sẽ tìm một cái nước uống màu đen đó nha mọi người. Vì đang trong cái giai đoạn mà giãn cách xã hội, cho nên là mình sẽ theo một chủ trương là ở nhà chính là yêu nước mọi người à. Cho nên ăn uống gì thì mình cũng chỉ cần ở nhà thôi, rồi mình đặt hàng sẽ có shipper giao tới. Mình nên là ăn uống trong nhà chứ đừng có đi ra đường làm gì hết, tại vì bây giờ ở ngoài đường nhà hàng quán ăn nó còn mở đâu, không có đâu ngồi lại được đâu. Ui, đây hôm qua Pinky đã có chuẩn bị một cái nước rong biển màu đen. Đi thôi mình sẽ ăn bữa sáng của mình. Bánh mì than tre. Bữa nay là Pinky đặt bánh mì ở một chỗ khác, tại vì cái chỗ mà tiệm Pinky hay ăn á, hôm nay là chắc là đông quá hay sao á, hết bánh mì than tre luôn rồi. Đây là nhân, hồi nãy Ân đặt cho Pinky là nhân gì nhỉ? Xíu ha, đây xíu. Có vẻ là không có đậm đà vào cái chỗ quen của mình hay ăn, nhưng mà thôi kệ, mình ăn thử thôi xem như thế nào. Để ra làm đôi nha. Chảy nước miếng luôn á trời. Mà bên kia không thích ăn dưa leo, cho mình lấy dưa leo ra. Bánh mì màu đen. Bánh mì than tre chỗ này không có ngon, mà cái chỗ quen bên kia hay ăn, mình hơi kệ cũng được. Tại vì cái chỗ quen của bên kia hôm nay là hết bánh mì than tre rồi, cho nên là mình tìm được chỗ này chỗ khác có bánh mì màu đen để hợp chủ đề một ngày áo toàn màu đen của mình là may lắm rồi. Trời ơi, cứ tưởng là bữa sáng mình sẽ không tìm được món nào màu đen để ăn chứ là mình thua cuộc. Đây là nước không phải nước sâm mà là nước rong biển mọi người. Này một mình bên kia uống thôi, cho nên bên kia uống trong chai luôn, khỏi để ra ly, lười biếng quá. Nước rong biển ngon quá má ơi. Từ đó giờ cứ hay có thói quen là uống nước ngọt không à. Mà thật sự ra bên kia cũng rất là thích uống những cái nước mà kiểu như thảo mộc, nước sâm, nước rong biển, nước bông cúc gì đó. Uống rất là ngọt, rất là mát nữa, mà cũng tốt cho sức khỏe hơn là uống nước ngọt có ga nữa. Chết chà, răng của chị có dính màu đen không ta? Không, hay rồi. Thì bánh mì ăn tới đâu thì nó trôi tới đó, chứ mất thì nó dính, nó có phải là mực đâu mà dính. Suy nghĩ coi trưa nay mình sẽ ăn màu đen nữa ta. Em có nghĩ được món nào màu đen giúp chị không? Đen Ân ơi, em có nghĩ được món nào màu đen không ta? Khó quá à. Tại vì thử thách 24 giờ màu đen lần trước á. Món gì đó chị quên. Món gì? Món bếp giúp chị. Mì tương đen hả? Nhưng mà ý là cái mì tương đen đó, nó không có màu đen lắm đúng không? Đúng là mì luôn. À có, em nhớ rồi. Cái gì? Chị nhớ hồi chị làm cái tập con nhỏ gì 10 triệu không? Mì cay nhất thế giới thôi. À đúng rồi, có một cái mì cay nhất thế giới là màu đen á, đúng rồi. Ủa bây giờ đây không có sẵn, cái đâu mà order, phải đợi chứ không có sẵn rồi đúng rồi ha. Cái mì cay nhất thế giới, cái mì có Shipper á, cái sợi mì cũng màu đen đó mọi người. Ồ ha. Không biết còn cái mì nào khác màu đen đúng không ta? Thôi để bữa trưa đi, bữa trưa sẽ cho mọi người bất ngờ. Much later. Ok, đây là mì tương đen Changmin của Hàn Quốc. Bên kia vừa order từ nhà hàng về. Đáng lẽ là ăn trong cái hộp này, lười biếng ăn trong cái hộp này cũng được, nhưng mà tại vì hôm nay là ở nhà cho nên là muốn cũng tự nhiên hứng lên, muốn làm kiểu điệu xíu cho nên là bên kia sẽ hâm xong rồi sẽ để ra ngoài đĩa nha. Tôi muốn hồi để ra là cho nó đẹp mà nó dính nùi, nó bị cái hình chữ nhật luôn rồi. Mì tương đen Hàn Quốc. Rồi, mặc dù là mình sẽ không có ăn cái dưa leo nhưng mà mình vẫn sẽ để lên một góc cho nó đẹp ha. Để cái trứng lên đây, lên trên đầu cho nó đẹp. Và mình để dưa leo một góc cho nó đẹp. Để cho đẹp thôi à? Rồi, để cho đẹp thôi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị nước uống màu đen. Hồi sáng có rong biển, bây giờ là trong tụi bạn có Coca-Cola. Coca-Cola thì chắc trắng màu đen rồi mà bên kia thích uống nước ngọt đó mọi người. À còn một món nữa, món tráng miệng. Cũng là món bên kia yêu thích luôn, nó là nho đi. Blackpink in your area. Đây là bữa trưa toàn màu đen của cô Pinky. Blackpink, đúng rồi, đây là Blackpink trong phòng của tôi mọi người ơi. Đáng lẽ là bên kia định ăn một cái món này là một cái món gọi là mì Ý mực đen. Là cả sợi mì đều đen thui luôn, chứ không phải chỉ là cái sốt tương đen không như là cái món này. Như thế này mọi người, đây là mì Ý spaghetti mực đen. Nhưng mà tại vì đang trong cái thời điểm là giãn cách xã hội cho nên là có một số nhà hàng là đóng cửa, nó không có đặt được. Nên rất là tiếc. Không sao, dù gì thì hôm nay mình cũng vẫn đầy đủ những cái món mà chủ đề màu đen. Ok, mình sẽ bắt đầu ăn bữa trưa nha. À đây là Coca đó mọi người. Bên kia có một cái ly hình trái đào nhưng mà lại uống màu đen. Đây là đúng là chủ đề Blackpink luôn á. Đồ ăn màu đen nhưng vẫn đựng trong một set dụng cụ màu hồng. Ăn thôi Lân ơi. Trời sợ dính áo vô, dính màu đen trong áo quá. Màu đen vô áo đen. Sợ dính màu đen vô áo đen. Quên. Mình bình thường mình mặc đồ màu hồng thì mình sợ dính màu đen vô trong áo. Còn hôm nay mình mặc màu đen luôn mà. Bởi chị sáng suốt, ai đi sáng suốt khi mà chọn mặc màu đen cho chủ đề ăn uống màu đen. Trời mì tương đen này ngon quá Lân ơi, muốn ăn chung với chị không? Cái mì Ý mực hồi nãy á, cái mì spaghetti mực đen hồi nãy mà Biki định ăn nó vào nhà hàng đóng cửa là nghe nói là ăn là giờ dính đen răng luôn á mọi người. Chứ cái món bà Biki đang ăn bây giờ là không, là đỏ rồi, không có bị đen răng. Chắc phải mực của mình bỏ vô. Ngon không hả? Tiếc quá. Mong được ăn món đó mà tự nhiên không ăn được, tiếc ghê. Cái trứng của mình cũng có mè đen nè. Ủa quên, ăn cái trứng màu trắng mất rồi. Quên, nó kệ đó, không sao. Nho đen là Biki rất là thích luôn. Biki nghĩ là trong tất cả các loại nho thì Biki thích nhất là nho mẫu đơn, là cái nho màu xanh lá cây mà hơi ngọt ngọt giống cái vị trái lê. giống vị lai của vị trái lê và trái táo, cái loại của Nhật hay của Hàn Quốc á. Nhưng mà cái nho đó thì là nho kiểu cao cấp mất tiền, không phải là lúc nào mua ngoài siêu thị ngoài chợ cũng có, mà là phải là hàng nhập khẩu thì mới có được. Cho nên là trong những cái loại nho mà bình dân, không phải bình dân mà là những cái loại nho bình thường á, thì mình thích nhất là nho màu đen, tại lúc nào nho màu đen cũng ngọt hơn á. Em có nghĩ vậy không Lâm? Nho màu đen thường ngọt hơn. Em ăn nhiều em chỉ đi con bò thì em ăn nha, để ý. Phải biết để ý món mình ăn chứ, để mình biết là cái nào ngon cái nào, nhưng mà đánh giá thưởng thức. Bây giờ là 20:18, 8:18 tối rồi. Thì đây là bữa ăn tối của Pinky. Tối hôm nay Pinky chọn một món là gỏi khô bò. Là đáng lẽ hồi nãy lúc mà trong cái hộp của Shipper á, khô bò này ở trên mặt nhìn rất là đen, nhưng mà tại vì bây giờ Pinky bỏ nó cái dĩa này nó to quá cho nên là nhìn không thấy nhiều, đu đủ chứ nhìn nó hơi bị trắng đen tí xíu, nhưng mà không sao ha, vẫn là một món màu đen. Còn đây là trà sữa thanh tre, trà sữa bóng đêm mọi người, và đặc biệt là có một cái cục phô mai Tom and Jerry màu đen luôn mọi người. Trời ơi, nó đổ tràn trề quá trời tràn trề rồi. Quên nữa, còn một món nữa, một món ăn vặt mà bên kia rất là thích, để bên kia vô lấy cái đã. A few moments later. Đây là rong biển cháy tỏi mọi người ơi. Bạn này bán gần nhà bên kia ngon dữ lắm. Đây là rong biển cháy tỏi ngon nhất mà bên kia từng ăn luôn đó. Ôi trời ơi, cái trà sữa này nó đổ tùm lum tùm la quá là nhiều kem sữa quá nè. Mình hút một cái nè. Nó lắc luôn cái này của mình. Trời ơi, nó có nó có cái bọc sữa ở trên cho nên là che mất cái cục phô mai than tre màu đen của mình. Mình ăn thử này nha. Đâu lắc quá hay gì? Tại đã hiểu tại sao nó phải có cái bọc sữa rồi. Tại vì cái tinh than tre á thì nó hơi kiểu giống như Coca-Cola đắng. Ủa? Mà cái cục phô mai này cũng không biết là làm từ tinh than tre hay là làm từ sô-cô-la đắng nữa, sô-cô-la đen á. Thấy là vị hơi đắng đắng giống như sô-cô-la đen. Cho nên đó là lý do mà tại sao mà nên ăn kèm với lại cái bọc sữa cho nó ngọt. Hai cái nó mix với nhau, nó hòa nhịp với nhau hơn. Trời bảo tóc mưa xa rớt luôn trời. Thôi là chưa lật đổ hết tất cả mọi thứ này. Ok, mình sẽ ăn đi đã, mình ăn bữa chính đi rồi tính tiếp. Rồi ok, giờ mình sẽ đổ nước tương của màu đen nha. Nước tương với ăn gỏi khô bò của màu đen thì mình sẽ đổ cái nước tương này vậy. Tự nhiên mình đang quay cận như vậy mà nó đẩy ra. Thì cái mục đích để bỏ cái dĩa vô chị. Trời ơi, mất luôn cái màu đen của người ta là tức dễ tức quá. Mà nó vô với cái lỗ phô mai mất rồi, cái lỗ màu trắng mất rồi. Tức. Đi rửa. Đem vô toilet rửa. Tức thiệt là tức á. Được quá, ngon, nhìn xinh. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ ăn gỏi khô bò. Đáng lẽ ra gỏi khô bò mà đúng điệu á là mình phải ăn ở ngoài quán, ngồi quán vỉa hè ăn là ngon nhất. Nhưng mà tại vì chúng ta đang ở trong cái giai đoạn là cách ly giãn cách xã hội á, cho nên là phải ăn ở nhà hàng mà không sao, ăn gỡ gì thì được rồi. Tại vì có ăn, tại vì mình có được sức khỏe, mình vẫn còn được ngồi ở nhà, mình ăn uống trong nhà của mình, mái che ấm áp là mình đã là hạnh phúc và sung sướng lắm rồi. Cho nên là mọi người đừng có ham đi ngoài ra ngoài chơi làm gì, mình phải tuân thủ ở nhà là yêu nước đó mọi người. Ok, em vô phòng em ngủ đi em. Nó ngủ từ sáng giờ còn gì nữa. Nó ngủ từ chiều giờ. Chị mới thon giấy đi. Cái bàn trắng mà ăn nó trắng đen quá nè. À, ngon à. Gỏi khô bò đen. Tìm được rất là nhiều món màu đen mới lạ để ăn mọi người xem. Nhưng mà vì đang giãn cách xã hội nên là nhiều nhà hàng đóng cửa quá, có rất là nhiều món mà Biki muốn nhưng mà không có đặt được, rất là tiếc. Thôi kệ, nhưng mà thật sự ra hôm nay, trong ngày hôm nay Biki ăn từ sáng đến giờ là cũng khá là nhiều món lạ lạ đối với một vài người nếu mà chưa từng ăn là cũng là lạ lạ rồi đó. Chẳng hạn như là hồi sáng mình ăn gì ta, bánh mì than tre, rồi ăn mì tương đen. Bây giờ mình là uống trà sữa bóng đêm. À, cái chỗ mà bên kia đặt cho trà sữa bóng đêm này nè là nó có cái ngoài cái topping mà phô mai, cục phô mai bóng đêm này ra còn có một cái topping nữa là trái dâu bóng đêm đó mọi người. Nhưng mà tại vì em dịch giãn cách xã hội cho nên là các bạn chủ quán nói là hết hàng, cũng không có làm thêm nhiều tại vì đang dịch đó, cho nên là cũng quán cũng không có khách đến, cho nên là cũng hạn chế không có làm nhiều món kiểu như là phong phú đa dạng như trước nữa, đợi qua dịch rồi mới bán tiếp hay sao đó. Đây cho mọi người xem đó, là đáng lẽ là Biki định đặt là một cái combo là có cái cục phô mai bóng đêm và cái cục dâu trái dâu bóng đêm như vậy nữa nè, đã ghê không? Trái dâu bóng đêm chắc là phủ sô cô la đắng giống như cái này nè. Trời ơi, mà hồi nãy không đặt được, không đặt được cái dâu bóng đêm, tức chị sợ luôn á. Không đỡ anh. Em mê rong biển lắm mà nhìn nó lạ quá. Trái tỏi thì mới nghe. Trái tỏi nhiều chỗ bán mà tặng món này bây giờ cũng phổ biến. Nhưng mà đặc biệt chỗ này rất là ngon quá, gần nhà chị. Bạn này bán gần nhà chị. Chắc em phải đi chơi với ai ăn hàng với ăn đồ lạ nhiều quá. Đúng chị nè, thì em phải chơi với chị, em sẽ làm được ăn những ăn hàng lạ chứ em đừng chơi với Ân. Ân có nó kén ăn lắm, nó không ăn được cái gì đó. Chứ em thấy em ăn tối ngày em ăn em ngủ trong nhà không rồi, chị không bao giờ rủ em ra ăn gì chứ, em toàn nấu cơm xong rồi mấy đứa ăn. Đâu lúc mà em quay vậy là em đã thấy được những cái món lạ của chị rồi đó. Ngày thường cho ăn. Thì ví dụ như một tuần là ăn 2 lần thôi chứ hôm nay ngày nào cũng ăn món lạ, ăn riết thì hết cái thành phố này nó cũng hết món lạ là thành món cũ thôi. Đây giờ sẽ ăn thử. Đây là rong biển trái tỏi, mặc dù là nhìn trên cái hộp này á thì cái tỏi nó nằm ở dưới thôi nhưng mà thử trên từng miếng rong biển nha, ăn rất là thấm vị rong biển luôn. Ăn rất là thấm vị trái tỏi luôn mọi người nè. Nhìn thử một miếng nè, nó cũng có đốm đốm trái tỏi ở trong đó. Em ăn thử một miếng đi, em mê luôn á, chỗ này ngon lắm, gần nhà chị bán rẻ nè. Người ăn chán hả? Quan trọng là cái vị cái tỏi thấm dữ lắm. Ăn cái này là dính luôn á, ghiền ăn hoài luôn á. Người bánh tráng à? Bánh bánh tráng này, nhưng mà đậm đà hơn. Cái này tốt qua bên kia mua. Chị thường ghiền quá, bóc ăn xíu xíu á, Biki định ăn hết nguyên hộp luôn á. Mà nhớ là hôm nay á, mình có định quay thử thách bóng đêm, thử thách ăn toàn màu đen cho mọi người xem, cho nên là ráng cố gắng nhịn để dành để ăn á. Thật sự ra lá rong biển này á, là màu xanh đen, xanh rêu. Nhưng mà nhìn hình lúc nào cũng cảm thấy là nó màu đen hết đúng không? Trên hình em thấy màu đen đúng không? Cho nên là cho nó vào cái danh sách là ăn toàn món màu đen ngày hôm nay luôn. Trời ơi, lưng mỗi khi mà dạo này lưng hay ngát quá, chán thiệt luôn á. Chị biết sao không? Dạo này bà chị em ở nhà mỗi người phòng ngủ biết quen giấc. Đâu? Ăn xong rồi ngủ tới chiều tối lết ra ăn xong vô ngủ tiếp. Đâu có đâu. Mình tuân thủ luật các chị. Mình nhà cách ly. Bà chị em nhà ăn ngủ không? Còn mình sẽ ăn tới là cái gì quên nè. Rồi ăn quá rồi quên luôn, đang nói gì luôn á. Phô mai. Cái gì? Phô mai. Mày ăn lại cái phô mai này nó được. Nó đang ăn giữa chừng. Ui, ở trong nó cũng là có phô mai con bật cười nữa mọi người. Mọi người có nhớ là cái tập mà ăn hình tam giác á, là bên kia cũng có ăn cái món phô mai Tom and Jerry này rồi, nhưng mà phiên bản là màu vàng. Thì ở trong nhân cũng có phô mai con bật cười, thì cái này cũng vậy, thì cùng một chỗ bán nhưng mà đây là than tre thôi, bóng đêm. không phải than trang mà là bóng đêm, chắc là món sô-cô-la. Cái sô-cô-la này nó hơi đắng đắng, nó ăn với cái nhân phô mai này nó hợp hơn, nó đỡ ngấy hơn. Ồ, vậy tính ra hôm nay em cũng theo trend của chị nè. Sao? Mặc nguyên bộ đồ đen thấy mặc... ơn không? Nguyên bộ đồ đen thôi. Chớ rồi, nó có dịp hàng ơn mới thấy ơn phải không? Không, sao thấy được ơn được. Diva của em này phải giấu. Sô-cô-la. Chắc chắn là sô-cô-la rồi, bóng đêm là sô-cô-la chứ không phải là than tre. Trà sữa bóng đêm. Hồi quá nãy hai này mới ăn. Ăn gì? À, ăn tối. Ăn tối hả? Em ăn gì? Trời ơi, em với Hân đặt mì hải sản đó chị không? Mì hảo hảo hả? Mì hải sản. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay, thử thách một ngày an toàn đồ ăn màu đen của Pinky. Nếu như mọi người có những thử thách hay những yêu cầu nào khác muốn Pinky thực hiện thì hãy bình luận bên dưới cho Pinky biết nha. Và hãy nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube Pinky Honey để không bỏ lỡ bất kỳ video tiếp theo của Pinky nha. Bye bye, hẹn gặp lại. Bling bling.